Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Khuôn Chậu Cảnh Công CNC của chúng tôi ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Thiên Quang thay mặt công ty gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Ở video trước, quý vị đã được trải nghiệm bộ sản phẩm khuôn chậu cảnh lục giác ABS75. Ngày hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh được giới thiệu đến quý vị bộ sản phẩm khuôn chậu cảnh lục giác ABS35 dán bầu cỏ chân kỹ. Đây nằm trong bộ series X5, bộ sản phẩm mới nhất của công ty chúng tôi. Xin mời quý vị hãy cùng Thiên Quang theo dõi. Về sản phẩm, đầu tiên phải kể đến là có ưu điểm nổi trội như độ bền, không bị dính khuôn khi thi công, rất dễ sử dụng, khả năng chịu lực, chịu mài mòn tốt, chống chịu nhiều tác nhân từ phía bên ngoài như thời tiết, khí hậu, nhiệt độ, nước, hóa chất, nên quý khách có thể yên tâm về chất lượng. Kích thước của miệng chậu là 35cm, được tính từ hai cạnh đối diện song song. Chiều cao của chậu là 16,3cm, chiều rộng của chân chậu là 20,5cm. Kích thước chân kỹ được thiết kế bề mặt chân đôn kỹ vừa vặn với kích thước chân chậu, nên bề mặt của chân kỹ và chân chậu có kích thước bằng nhau là 20,5cm. Chiều cao của chân kỹ là 12,4cm. Bộ khuôn đúc chậu lục giác 35 dán bầu của chúng tôi là một trong những sản phẩm mới nhất mà công ty chúng tôi muốn giới thiệu đến quý khách ngày hôm nay. Sản phẩm được sản xuất trong quy trình khép kính cùng bộ kỹ thuật chuyên nghiệp có tay nghề cao. Khuôn chậu được sản xuất với các đường nét chi tiết đúng kích thước trong thiết kế. Vì thế, sản phẩm được sản xuất với chất lượng và kích thước đồng đều nhau. Khuôn chậu cảnh Công CNC là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực khuôn chậu cảnh với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, luôn nhận được các thông tin phản hồi từ phía khách hàng để thay đổi và cũng như cải tiến sản phẩm sao cho phù hợp và nâng cao chất lượng sản phẩm. Sản phẩm tại công ty CNC có xuất xứ rõ ràng, đầy đủ giấy tờ. Chất lượng của sản phẩm là tiêu chí hàng đầu khi đến với khuôn chậu cảnh Công CNC. Sản phẩm luôn được bảo hành theo đúng quy định của công ty và hoàn trả lại khi có vấn đề sai sót lớn về kỹ thuật. Chi phí thấp, chiết khấu cao cho khách hàng khi mua số lượng lớn, miễn phí giao hàng trên toàn quốc. Chậu lục giác 35 được thiết kế với họa tiết cây tùng. Tùng được nét của họa tiết nhìn sắc sảo và rõ nét hơn với các sản phẩm thông thường. Như các bạn đã biết, cây tùng có khả năng chịu đất khô cằn, thiếu dinh dưỡng và chịu rét rất tốt, có sức sống dẻo dai, mãnh liệt. Vì vậy, trong dân gian từ xa xưa thì loại cây này đại diện cho sự trường thọ, đại diện cho khí tiết. Ý nghĩa của cây tùng trong phong thủy đó là mang tài lộc, thịnh vượng, giữ tiền cho gia chủ, xua đuổi ma quỷ nhờ vào sức sống mãnh liệt của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đoạn video vừa rồi. Để được hỗ trợ và tư vấn, mời quý vị hãy gọi ngay đến số điện thoại hotline 0394 234 789. Để được trải nghiệm thực tế sản phẩm, chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp quý vị tại địa chỉ 59 Dương Công Khi, xã Sơn Thế Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Để xem thêm các sản phẩm khác và cập nhật những thông tin mới nhất từ công ty khuôn chậu cảnh Công CNC của chúng tôi, xin mời quý vị hãy đăng ký theo dõi ngay kênh YouTube của chúng tôi hoặc truy cập vào trang web khuôn chậu cảnh cnc.com. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.